Giờ mình phải làm sao cho về cả đôi đường đây? Bằng tuổi này mà mình cũng chưa thể quyết định được chuyện hạnh phúc của bản thân. Đáng lẽ ngày đó mình nên dừng lại với cả hai người để không ai phải đau khổ. Giờ mình biết phải làm sao đây? Wow, bánh kem đẹp quá. Anh ơi, có anh để dạy ngay ngắn chưa? Đâu, để anh coi. Nè, ra phía trước coi mới được. Đó, đúng rồi. Ok, ngay rồi, được rồi đó. Anh xếp quà lẹ lên mà nội tới bây giờ. Lẹ lên, chụp hình tự sướng với em. Chờ anh chút. Chụp hình lẹ lên, quay quá chụp hình. Rồi, có hình rồi, đẹp, post lên trên mạng. Anh xem món ăn đầy đủ hết chưa? Ok, đủ hết rồi. Đáng lý là em muốn tổ chức tiệc ở nhà hàng 5 sao nhưng mà nội không có chịu. Nhưng mà cũng hên là anh bày trí bàn tiệc rất là hợp với một nhà của mình. Thì sao, anh mà Xuân Phong. Hoàng Thiên vậy kìa. Thiên. Wow. Sao? Được không? Tươm tất quá ta. Ngon á. Đẹp. Xuân Phong làm mà. Hay lắm bạn. Chào anh. Chào bạn của anh. Chào em. Không ưa. Đừng có để bụng nha Hải Yến. Để bụng sao không để bụng? Tôi không để bụng nó, tôi để bụng ông. Ông làm thầy mà ông dạy kiểu gì càng lúc càng chướng. Coi dạy được không được, tôi mướn người khác dạy. Học trò của tôi cũng là em của ông vậy. Vậy thôi khỏi dạy nữa đi. Ê, lát nữa nói với nội giùm tôi nha. Ba tôi bệnh tới không được. Tôi là cái bưu điện hả? Lát ông gặp nội, ông tự nói với nội đi. Khoan. Ừ? Nhắc chú Hậu mới nhớ nha. Tôi thấy dạo này ba của ông là mặt mày xanh xao nè. Mắt quần thâm. Về coi lại sức khỏe ba ông đi. Còn không dắt ba ông đi khám đi. Nhiều khi người lớn người ta có bệnh mà người ta hay giấu lắm đó. Ờ ha. Vậy mà tôi nghĩ không ra. Cứ nghi ngờ ba tôi lung tung hết. Thôi, tôi vô trong uống nắng học trò đây. Lát gặp. Không ngờ anh như vậy mà cũng biết quan sát và quan tâm mọi người quá ha. Thấy im im vậy mà gì cũng biết. Cô sẽ còn bất ngờ về tôi dài dài. Chẳng qua là tại vì ở đây không thích thể hiện thôi. Ba tôi về rồi kìa. Sắp có kịch hay để coi rồi. Tốt chứ sao, có gì đâu mà kịch hay. Cô không biết chuyện gia đình tôi đâu. Ba em đưa mẹ em về rồi, em phải làm sao? Thì em ra chào mẹ em thôi, mẹ của em mà. Nhưng mà lỡ mẹ không nhận ra em rồi mẹ lại khóc lóc gọi tên Hoàng Thiên và xin lỗi anh ấy. Trong tâm trí của mẹ em không hề có đứa con gái như em. Oanh, em đừng có nói vậy. Bởi vì Hoàng Thiên là người gặp nạn, cho nên ký ức của mẹ em chỉ có hình ảnh của anh ấy. Mẹ em cũng nhắc em mà, Hoàng Thiên mỗi lần thăm mẹ em về đều nói với anh. Mẹ em đều nhắc là bé Oanh, bé Oanh. Đó là bé Oanh hồi 5-6 tuổi, không phải bé Oanh bây giờ. Em bây giờ khác rồi. Oanh, tôi đưa bà nội ra ngoài đây nha. Anh lo mọi chuyện ngoài này nha. Em vô đón bà nội.
Dạ. Con chào bác Nam, chào bác gái. Chào con. Chào con. Dạ, con xin phép. Sao ông nói mỗi lần mẹ ông gặp ông đều nhìn lộn hình ba của ông? Sao bây giờ bác gái lạnh lùng vô cảm vậy? Chắc trong trí nhớ của mẹ tôi bắt đầu nhớ ra hình ảnh của người mà bà yêu rồi, cho nên làm lơ tôi. Giờ này chắc con bé Tuyết đang đợi ba tôi tới đón dài cổ. Đáng đời nó lắm. Gì vậy con? Mẹ con về thì con phải mừng chứ. Sao mà tự nhiên rồi con ra con làm nũng với mẹ, chứ tự nhiên ngồi đây con làm nũng với bà nội vậy hả? Con muốn làm nũng đâu, con tuổi thân mà. Thôi thôi, nội thương, nội thương, không có tuổi thân nữa. À dạ, hãy con chào nội. Vô đây con, vô đây. Thôi nội con mới tới. Ai là bà nội của chị? Làm gì xưng bà nội ngọt xớt vậy? Hổn nè, con kêu người ta bằng chị. Như vậy là đã xác nhận là chị dâu rồi. Sống sao đừng để người ta nói giặt bên ngô cũng bằng bà cô bên chồng nha. Con không có làm bà cô bên chồng đâu. Chị ta bước chân vô nhà là con đi lấy chồng liền luôn á. Trời ơi vậy hả con? Nội nghe nội mừng quá trời luôn á. Nội mong là thằng Hoàng Thiên cho nội ẩm chắc. Nội mong là con đi lấy chồng đi ra khỏi nhà cho xong. Có vậy á thì nội mới có thể mà yên lòng báo cáo với tổ tiên được. Nội, hôm nay là mừng đó 80 tuổi của nội mà. Nội thấy không, con đã giữ lời hứa là không có tổ chức rình rang để cho nội trốn ông trời rồi. Nghe nè, ba con đã đưa mẹ con về, giải quyết được biết bao nhiêu là khúc mắc ở trong lòng. Bây giờ các con cũng vậy chứ, phải thoải mái lên nghe. Nội đừng có thiên vị nữa. Nội cứ đòi ẵm con của anh hai hoài. Nội phải sống thiệt là khỏe mạnh để ẵm con của con nữa chứ. Trời ơi trời, sao khổ thân tôi vậy trời. Nội mà giải quyết cho mấy đứa cháu là tôi đã mệt lắm rồi. Rồi bây giờ là tính thêm mấy đứa chắc lít nhít nữa. Sao chịu nổi đây, khổ quá đi à. Nội thôi, bây giờ là mẹ về, mẹ ngồi ngoài chờ đó. Đi ra nói chuyện với mẹ đi, nghe con, cho mẹ con vui hả? Dạ. Nội ra. Ngồi xuống đây con. Dạ. Ngồi xuống đây. Ê ê, trời ơi sao lên lầu vậy? Đi ra ngoài sân, mẹ con ngoài sân á. Trời đất ơi, mấy đứa thiệt á, nó làm với bà nội già rồi, nó tưởng bà nội lẩn thẩn không biết gì á. Người trong cuộc mà làm sao bằng người đứng bên ngoài, người ta sáng hơn con. Ý nội nói là Xuân Phong với lại Hoàng Oanh hả nội? Trời ơi, con còn thấy phải không, ở trong nhà này ai cũng nhìn thấy và ai cũng đoán là hai đứa có một cái gì đó là lạ lắm. Từ hồi nhỏ xíu thôi nghe con là bà nội đã biết rồi. Trời ơi, bà nội chăm nó hồi bốn đứa tụi nó có chút chéo à, cho tới bây giờ nó lớn lên rồi đó. Bốn người hả nội? Con thấy có Hoàng Oanh, Hoàng Thiên, Xuân Phong, còn ai nữa nội? À không không, nội nhiều khi lớn tuổi nói lung tung vậy mà. Con à. Dạ. Cảm ơn con nghe. Nhờ có con đó mà mẹ của Hoàng Thiên là dần dần đã hồi phục rồi, tâm tính không có thay đổi bất thường như hồi trước nữa. Gia đình cảm ơn con nhiều lắm, và cả Hoàng Thiên nữa. Cũng nhờ có con, tuy là có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, nhưng mà bây giờ nó đã chín chắn rồi, nó đã chịu làm ăn rồi đó. Dạ, con có làm gì đâu nội. Anh là một con người tốt, với lại con nghĩ là anh sẽ không có như xưa nữa đâu. Bây giờ con thấy anh trưởng thành hơn nhiều rồi đó. Nói gì nói thì vẫn phải cảm ơn con. Nội mong là sẽ có người ở bên cạnh nó giống như con vậy đó. Và nội mong cho Hoàng Thiên của bà nội lúc nào cũng bản lĩnh, lúc nào cũng tốt. Vậy ha. Dạ. À, con đừng có nhẹ nhàng với nó nha.
Nó mà có cái gì là con phải nói với bà nội liền. Bà nội phụ với con một tay. Dạ. Anh hai. Anh. Chào em. Dạ con chào ba. Con chào. Dạ. Ai vậy ba? À, đây là mẹ của Hoàng Thiên và Hoàng Oanh. Vậy còn mẹ con thì sao ba? Ba không đón mẹ con hả ba? Mẹ con đã hồi hộp và lo lắng suốt mấy ngày hôm nay. Vậy là ba đã có lựa chọn cuối cùng cho mình rồi hả ba? Con đi ra đây. Bà nội kêu ba đón bà ấy thì mới cho con tới đây. Để mọi chuyện xong xuôi rồi cha con mình về an ủi mẹ nha. Ba cũng khó xử mà. Con à. Anh Nam. Đây là ai vậy? À, đây là... Mẹ. Mẹ nhận ra ba rồi hả mẹ? Đây là anh Nam. Là chồng của tôi mà. Mà cậu là ai vậy? Đó là Hoàng Thiên. Là con trai của con tôi. Mẹ. Lệ Bình. Mẹ. Mẹ ơi con nhớ mẹ quá à. Hôm nay mẹ đẹp quá. Con gái của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp. Con gái chứ không phải con dâu đâu nha. Ủa, còn đây là ai vậy mẹ? Là Hải Yến. Là em họ của chồng con đó. Hải Yến thường xuyên qua thăm con nè. Rồi con còn nấu cơm cho ăn nè. Rồi còn tâm sự đủ thứ nữa đó. Thiệt vậy hả mẹ? Chết rồi. Lúc này đầu óc con nó quên trước quên sau. Xin lỗi em gái nha. Ủa mẹ, hai đứa nhỏ đâu rồi mẹ? Sao con không thấy đâu hết á? Kiểu này chắc là muốn trốn ở cái góc nào đó. Để con đi tìm khắp nhà đây nè. Tại sao vậy? Tại sao mẹ nhận ra tất cả mọi người? Mẹ nhận ra ba, bà nội, anh hai. Vậy mà mẹ không nhận ra con. Quang Quang, Quang Quang. Cô đứng lại. Đây là chuyện của gia đình tôi. Để người trong gia đình giải quyết. Xuân Phong. Dạ. Chạy theo nói chuyện với em. Nó chỉ nghe mình con thôi à. Dạ nội. Lệ Bình. Dạ. Con dẫn em gái đi tìm mấy đứa nhỏ đi. Nếu mà mệt thì vô phòng nghỉ ngơi nghe con. Dạ. Mình đi em gái. Ờ nè. Cô cứ tự nhiên nha. Ở đây chơi. Nhà của tôi hiếu khách lắm. Nha cô. Con đi nha mẹ. Ừ ừ. Dạ thưa bà nội. Dạ, con thay mặt mẹ con gửi quà mừng thọ đến nội. Con chúc bà nội luôn luôn. Cô nói là cái này của cô hay là của mẹ cô? Dạ, của con. Của cô thì tôi nhận. Cô là khách mời của con trai tôi. Chừng nào khai tiệc thì mời cô nhập tiệc nhé. Lại đây Hoàng Thiên. Dạ. Trời ơi, tôi nói tiệc mừng thọ nổi mà sao mà bong bóng đủ màu vậy con. Đây nè, hoa nè, trẻ trung ghê không. Mà nội vừa ý lắm nha, cách bài trí rất đẹp nè. Tại vì nội không muốn làm đình trang cho nên hai đứa nó mới làm vậy á nội. Tụi nó nói là phải màu sắc giống như vậy á, để nội lúc nào cũng tươi trẻ hết. Nội biết là do Xuân Phong nó chủ đạo phải không? Nó hiểu ý nội, nó làm là nội vừa ý rồi. Hân Ni à, con chúc Hân Ni hôm nay sinh nhật á,
lúc nào cũng tươi trẻ nè, đẹp, sống mãi với tụi con để tụi con còn báo hiếu anh đi nữa. Phải sống lâu chứ con, sống lâu để nhìn thấy các con sống yêu thương nhau và hạnh phúc nữa, sống lâu để coi thế thái nhân tình ra làm sao. Và đặc biệt nha, là phải có chắc cho nồi ẩm bầu, nồi hung nữa đó. Quanh đây Quanh, anh vô được không? Quanh đây Quanh, anh vô được không? Quanh, anh ngồi cùng với em được không? Anh ngồi thì ngồi đi, sao phải hỏi khách sáo như vậy vậy? Nhưng đây là giường của em mà, giá lại anh là con trai nữa. Sao anh cứ phải xa lạ với em như vậy vậy? Anh không an ủi dỗ dạy em như hồi xưa được sao? Bây giờ chúng ta lớn rồi, không có như xưa nữa. Bộ lớn rồi thì phải cư xử xa lạ với nhau hả? Mẹ em cũng chỉ nhớ Quanh Quanh hồi con nhỏ. Gặp em bây giờ, mẹ cũng nhận dưng coi em như người lạ. Anh cũng muốn đối xử với em như vậy đúng không? Bây giờ em thấy anh hết xa cách với em chưa? Em luôn là em gái bé bỏng của anh. Bây giờ em muốn nhõng nhẽo hay muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh mong với mẹ không có nhận ra em. Ngoan đi, rồi từ từ mẹ em sẽ nhận ra em thôi ha. Không chịu đâu. Thôi ngoan đi mà, nha Quanh. Hoàng Thiên, Hoàng Quanh ơi, tụi con trốn ở đâu rồi? Thiên ơi, Quanh ơi, tụi con trốn đâu rồi? À, chắc là hai đứa nó trốn ở trong phòng của Hoàng Quanh nè. Vô đây tìm nha. Thiên ơi, dạ chị. Quanh ơi, chị em nghĩ là Hoàng Thiên với Hoàng Quanh không ở trong đây đâu. Phòng của chị đẹp ghê á, mình đi tham quan nhiều căn phòng khác nữa nha. Vậy hả? Dạ thôi mình đi chị ha. Vậy đi qua đây, nhiều phòng đẹp lắm nè. Dạ. Đi đi đi. Dạ dạ dạ. Xin anh vô phòng không chốt cửa. Anh với em trốn trong phòng rồi chốt cửa lại. Người lớn suy nghĩ gì? Nghĩ gì? Rồi nhỏ anh với anh hai mỗi lần trốn học tài là chui vô phòng em ngủ. Rồi anh hai bỏ đi chơi với chị Thanh Vân. Anh ngủ từ sáng tới đêm. À, em vừa học bài vừa phải canh cho anh ngủ. Em đi toilet luôn. Thì lúc đó em còn nhỏ, còn bây giờ em nhìn coi, em lớn rồi chứ bộ. Em anh, em đi theo coi chị ta có làm gì mẹ không. Mẹ cứ chị em với chị ta nghe bực mình quá. Vậy anh ở đây. Đây phòng của em hả?
Chị nhớ ra được gì hả chị? Ở đây nè, đây là nơi hạnh phúc nhất của anh chị nè. Đây, cái giường này nè. Ở đây là chị hay ôm ấp, dỗ dành cho thằng Thiên nó ngủ. Anh Nam thì ngồi bên đây, nhìn thằng Thiên hạnh phúc lắm. Rồi lúc thằng Thiên nó chập chững biết đi là đây đây, là nó đi tới đây để đứng chờ ba nó về. Mỗi chiều ảnh đi làm về đó, rồi mỗi buổi sáng là nó đứng đó nhìn theo dáng ba nó đi làm, rồi còn vẫy tay chào ba nó nữa. Mà không có hạnh phúc được nhiều như vậy đâu. Lúc đó đúng rồi, cái chỗ này nè là chị hay ngồi ở đây ôm cái bụng bầu của bé Quanh, mỗi đêm chờ nghe tiếng xe của ảnh về mà chờ hoài không có thấy. Lúc đó chị cứ nói với bé Quanh: con ơi, con đừng buồn nha, ba không tìm được người ta thì ba sẽ về với mẹ con mình. Mà lúc đó chị cũng hư lắm, cứ mỗi lần cãi giả với ảnh cái chị nghĩ đến chuyện tự vẫn. Mà cũng may lúc đó bé Quanh nó cứ khóc ré lên đòi chị, rồi cái chị tỉnh dậy. Mà cũng hay nghe, thằng Thiên nó biết, nó sợ chị cứ ngửi quẩn, cho nên lúc nào nó cũng kè kè bên chị hết á. Chị, chắc chị đã tổ tâm nhiều lắm rồi đúng không? Ủa, sao mà em khóc vậy? Chị làm gì em buồn hả? Em đâu có khóc đâu, tại vì chỉ là bụi bay vào mắt em thôi chứ em đâu có khóc. Rồi, em gái nín nha, đừng có khóc nha. Ha, em chờ chị một chút nha, để chị lấy hình cưới của anh chị cho em coi. Hồi đó chị làm cô dâu đẹp lắm, chờ một chút nha. Đây nè, hồi đó mỗi lần mà chị ngồi đây chờ ảnh về á là chị cứ lấy ra chị coi không à. Ủa, chị nhớ là chị có để ở đây thôi nè. Chắc là mẹ lấy mẹ cất rồi. Đợi chị nghe, đi chị chạy xuống chị hỏi mẹ nghe. Bộ mẹ cất hết mấy cái album hình cưới của con với anh Nam hả mẹ? Con vô trong phòng tụi con không thấy đâu hết á. Con còn nhớ phòng vợ chồng con hả? Phải nhớ chứ mẹ, tại vì ở đó là tụi con vô ngủ hoài mà. Em sao vậy? Quanh nó nói gì cho em buồn hả? Không có. Hoàng Quanh, em làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Cô ta làm gì em hả?
Hoàng Thiên. Con đứng lại, đừng chạy, đừng chạy Thiên, đứng lại đó, đừng chạy Thiên. Mình, mình là cô ta, là cô ta. Con đã phá nát gia can của tôi, cô ta đã cướp anh nam của tôi. Tại sao vậy? Trả anh nam lại đi, trả anh nam lại đi, trả anh nam lại cho tôi, trả anh nam lại cho tao. Tại sao? Bình, tại sao? Bình tĩnh lại đi em. Em đừng đánh con bé, con bé nó có tội tình gì đâu. Nó không có tội. Vậy thì các con của tôi làm gì có tội? Anh nói đi, tại sao anh lại bỏ tụi nó bơ vơ như vậy? Anh không thương em thì anh cũng phải thương tụi nó chứ. Anh là cha của tụi nó mà. Em yêu anh mà. Em đã sinh tụi nó ra trên cuộc đời này mà. Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Các người, các người là ai? Tại sao lại ở đây? Còn con tôi, Hoàng Thiên đâu? Quanh quanh bé bỏng của tôi đó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, Hoàng Thiên của con đâu hả mẹ? Bé quanh quanh bé bỏng của con đâu hả mẹ ơi? Mẹ, mẹ ơi, con là Hoàng Thiên nè mẹ. Mẹ, con là quanh quanh của mẹ nè mẹ. Chị ơi, em gái, em gái biết con của chị ở đâu đúng không? Tụi nó đang trốn ở đâu đây nè? Đi tìm tụi nó giùm chị đi. Chị bình tĩnh nghe em nói nè. Chị không nhớ gì hả? Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Chị nhìn đi, kìa, đây là anh Nam, chồng của chị đó. Còn đây là mẹ chồng của chị nè. Còn là mẹ. Mẹ. Ừ. Hôm nay là mừng thọ 80 tuổi của bà, thì làm sao con của chị còn bé bỏng nữa, đúng không? Chị xem nè, đây là con trai của chị, năm nay đã 30 tuổi rồi, đang làm trong công ty của ba. Còn còn sắp lấy vợ nữa. Còn đây là Hoàng Quanh, con gái bé bỏng của chị đó, năm nay 26 tuổi, rất là giỏi luôn, đi học ở bên nước ngoài, còn được bằng thạc sĩ nữa. Chị thấy Hoàng Quanh đang khóc không? Chị nhớ chị lắm. Khi sinh con ra, con cứ khóc nhè như vậy. À, con có một cái vết sẹo ở bả vai, là lúc trước mẹ bất cẩn, mẹ đi lấy cháo cho con ăn mà làm cho con bị phỏng. Con còn đau không? Con có đau gì hết. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng nhớ con lắm. Nín nín, con là đứa nhìn thấy mẹ khóc nhiều nhất từ khi trong bụng mẹ lận. Mẹ thương con lắm, mẹ nhớ con nhiều lắm. Con thương mẹ lắm mẹ ơi. Con thương mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Nam, đưa vợ con vào phòng mẹ, không đưa lên phòng hai vợ chồng. Ở đó có cửa sổ và lầu cao nữa. Dạ. Nội, mẹ con bệnh vậy có sao không nội? Con lo quá à. Không sao đâu con. Bác sĩ có nói là mẹ hay xúc động mạnh, và sau mỗi lần như vậy mẹ con sẽ ngủ một giấc, rồi tỉnh lại rồi khỏe khoắn mà. Thiệt hả nội? Ừ.
Nội, con mừng quá. Cuối cùng thì mẹ cũng nhận ra con rồi. Sẵn có nội ở đây, con muốn cảm ơn một người. Cảm ơn chị nha. Cũng nhờ có chị mà mẹ em mới bình tâm trở lại để nhận ra em. Không có gì đâu, mẹ em tâm lý còn bất ổn lắm, cho nên là cả nhà đừng có ai kích động bà hết. Chị nghĩ là nên cư xử bình thường là được. Nhưng mà em cũng hơi tiếc, tại vì chị không được xuất hiện trước mặt mẹ em với tư cách là bạn gái của anh hai em. Tại vì mẹ em cứ chị em với chị miết. Đâu có gì đâu, nếu mà không kêu bạn gái thì xuất hiện với tư cách làm cô cũng được. Em thấy ý đó hay đó, được á. Em dám. Nè nè, hôm nay em tuyên bố luôn nha. Kể từ ngày hôm nay, nếu như mà anh dám đụng đến chị dâu tương lai của em á, là xong với em đâu. Dạ thưa bà nội, con xin lỗi bà vì chuyện lúc nãy. Cũng tại con mà lúc nãy dì mới kích động như vậy. Con xin lỗi vì đã làm cho tiệc của bà mất vui. Bà đừng giận con nha bà. Quanh à, em có giận chị với mẹ chị không Quanh? Chị thì em không có giận. Dì ba nói á, tụi mình không có lỗi gì hết. Nhưng mà vì mẹ em nghĩ là em không thể gặp mẹ chị được nữa. Nội, hôm nay sẵn đang vui, nội hay là mình chụp một tấm hình đi, để tối nay con post lên Facebook khoe với tụi bạn của con. Không được, chờ mẹ con tỉnh lại đi, rồi ra đây cắt bánh kem rồi chụp hình luôn. Dạ. Dạ, con chào mẹ. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cô đến đây làm gì? Nhà tôi chỉ mời một người khách thôi, không mời người thứ hai đâu. Mẹ ơi, mẹ đã chấp nhận Ánh Tuyết rồi. Con xin mẹ đừng quá khắt khe với con như vậy. Con sẽ không làm gì quá phận mình đâu. Cô đang làm quá phận đó. Cô muốn gì? Con dâu tôi vừa mới về, con trai tôi đang ngồi canh cho nó ngủ á. À, cô muốn đem con gái cô đi hả? Vậy thì đi đi, đi với mẹ cô đi. Mẹ, mẹ tới đây làm gì vậy? Con đã nói với mẹ là mẹ đừng tới đây rồi mà. Bao năm qua con đã nghe lời mẹ, con đã tránh xa anh Nam rồi. Nhưng mà mẹ thấy anh Nam có hạnh phúc hay không? Người mà anh Nam yêu là con, chứ không phải là cái... Để im đi. Tôi cấm mà không được nhắc tới mẹ tôi. Bà tới đây làm gì? Bà muốn cái gì? Đi vô trong đi con. Chị Tuyết, chị nói vậy chị đi về đi. Lỡ như mẹ em tỉnh dậy rồi lại kích động thì sao? Chị không thấy chuyện vừa xảy ra lúc nãy hả? Hả? Con, chuyện gì xảy ra hả? Nhà mẹ ơi, con, mẹ, con mẹ có sao không? Con dạ, con, chuyện gì? Con không có sao hết á. Người ta chỉ kích động một chút thôi, nhưng mà ba đã che cho con rồi, con không sao hết á mẹ. Về nha mẹ. Mẹ, mẹ thấy rồi đó, anh Nam lúc nào cũng lo lắng, yêu thương và luôn muốn bảo vệ cho tụi con. Mẹ có thể ép buộc một người miễn cưỡng ở bên một người khác, nhưng mẹ không thể ép buộc được một trái tim thôi nghĩ đến người mà mình yêu thương được. Cô có nghe mẹ cô nói không? Và bây giờ cô chọn đi, cô đi về với mẹ cô hay là ở lại ngôi nhà này để dự tiệc với chúng tôi? Dạ thưa bà nội, ngày hôm nay con thật lòng tới đây là muốn mừng thọ nội mà nội. Cô nghe con cô nói không? Nó còn biết tình biết lý hơn cô nữa. Tôi cho cô một lựa chọn. Nếu con gái cô ở lại Nam Thiên và sẽ trở thành cháu nội của dòng họ Nguyễn Hoàng, với duy nhất một điều, cô rời khỏi nơi đây, biến khỏi Việt Nam và đi khỏi mắt chúng tôi càng sớm càng tốt. Cô lựa chọn đi. Bao nhiêu năm qua rồi, vậy mà mẹ vẫn giữ ý định buộc con phải rời đi hay sao hả mẹ? Con đã gần này tuổi rồi,
con biết phải đi đâu. Nếu như không có, không có con, không có chồng con ở bên cạnh. Ai là chồng của con? Con trai tôi chỉ có một người vợ duy nhất là Lệ Bình thôi. Nếu cô muốn mang con cô đi theo thì cô mang đi đi. Và tôi thì cũng đang làm y như cái cách mà con cô đối xử với Hải Yến vậy. Lựa chọn đi. Thu Cúc, anh nói em đừng đến đây rồi mà. Em xin lỗi, nhưng mà em chỉ muốn đến đây để mừng thọ mẹ. Và cũng muốn tận mắt chứng kiến còn anh Tết của mình được đoàn tụ cùng gia đình thôi. Em à, anh xin em hãy vì con của chúng ta, đừng để nó bị lôi kéo giữa hai bên nữa. Nó đã được bà nội chấp nhận rồi. Cúc à, anh với em đã già rồi, nghe lời anh, để anh đưa em đi về. Đứng lại đó. Vợ con vừa mới về và con thấy sức khỏe nó rồi đó. Mẹ quyết định là kể từ hôm nay nó sẽ ở lại ngôi nhà này, và mọi người sẽ thay phiên nhau để chăm sóc cho nó. Mẹ đã chấp nhận Ánh Tuyết làm con cháu trong nhà này, và như vậy thì mẹ nó biết là mình cần phải làm cái gì. Dạ thưa nội, con sẽ đưa mẹ con về liền. Bà nội đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ ơi mẹ, mẹ về đi mẹ nha. Mẹ, mẹ, mẹ ơi mẹ, con đang nỉ mẹ đó mẹ. Mẹ về đi, về đi mẹ. Tám mươi tuổi rồi mà mẹ vẫn còn phải chứng kiến cái cảnh là cô ta tới đây và đòi con từ mẹ. Bây giờ thì con hiểu cái cảm xúc của mẹ mấy chục năm trước chứ. Tại sao vậy con? Làm sao con cái của con nó có cảm giác yên tâm, nó có thể tin vào tình yêu, tin vào hạnh phúc và nó thành lập gia đình được? Nam ơi, mẹ phải sống trong tình trạng bất an này tới bao lâu nữa hả con? Mẹ ơi, mẹ, mình chụp hình nha mẹ. Hôm nay là ngày mừng thọ của mẹ, cả nhà mình cùng chụp hình mẹ nha. Nội, chụp hình đi nội, mẹ con tỉnh rồi nội. Chụp hình đi nội. Mẹ, ba đứng với mẹ nha, đứng xa mẹ nha. Hai đứa bên đó đi, qua đây. 1, 2, 3. Chúc mừng sinh. Con gì hết vậy hả mẹ? Mẹ có biết là con đang chuẩn bị được chụp một tấm hình gia đình cùng với bà nội. Rồi Hoàng Quang sẽ up tấm hình đó lên mạng, sẽ có biết bao nhiêu người biết con là con cháu của dòng họ Nguyễn Hoàng không? Chính mẹ là người đã phá vỡ buổi tiệc đó. Con đã chuẩn bị hòa nhập cùng với mọi người rồi, tại sao mẹ còn đến đó chứ? Chỉ vì một chút mẹ hỏi lầm ở bên đó mà mẹ dám nói với mẹ những câu như vậy sao? Mẹ, mẹ luôn nghiêm khắc với con, mẹ luôn la mắng con, mẹ bắt con phải nghe lời của mẹ. Vậy mà bây giờ vì một người đàn ông đã rũ bỏ mẹ mà mẹ đánh con sao? Mẹ thương con, mẹ muốn con được công nhận, hay là mẹ đang lợi dụng con để trở thành bà chủ của dòng họ Nguyễn Hoàng chứ? Con là con gái của mẹ, và mẹ đã nuôi nấng con bao lâu nay, và giờ đây mới có một chút cơ hội thôi mà con muốn rũ bỏ mẹ để đi theo những kẻ mà đã bỏ rơi mẹ con mình bao lâu nay sao? Nên nhớ, mẹ đã quyết định giữ con ở lại trên cõi đời này, và mẹ sẽ quyết định con được làm gì và phải làm gì. Con không muốn, con có cuộc đời của riêng con mà. Tại sao mẹ cứ dùng cái cuộc đời bất hạnh của mẹ rồi thao túng lên cuộc đời của con chứ?
Cảm ơn cô hôm nay đã giúp đỡ mẹ tôi nha. Tại tôi là nhà báo mà, hay lo chuyện bao đồng lắm. Thấy cái gì giúp được là tôi giúp thôi. Mà nè, tôi nghĩ là anh nên đưa mẹ anh đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Nếu mà lỡ hồi nãy á, mẹ tôi có tỉnh dậy thiệt á, thì cô sẽ nhận mình là cái gì? Chắc tôi sẽ nhận mình là em gái hay là một người bạn có thể đồng cảm và chia sẻ được. Dù sao thì tôi cũng vừa trải nghiệm một chút đau khổ trong tình yêu. Mẹ tôi á, chắc là sẽ thích cô lắm á. Nhưng mà tiếc là tuổi tác của hai người trên nhau quá. Nếu cô mà làm em gái của mẹ tôi nghĩ là rất là hợp nha. Thì mẹ anh cũng chỉ yên tâm cho ba anh tiếp xúc với em gái, cho nên là không có nghi ngờ hay là cảnh giác tôi gì hết. À, mà sau này á, anh đừng có kéo tôi chụp hình chung với gia đình như vậy nha. Lỡ sau này hai tụi mình kết thúc, không lẽ anh lôi hết cả nhà đi chụp hình xong rồi treo lại phòng khách hả? Ây da, đâu? Làm gì có tâm chút xíu thì được không? Đang diễn đó, diễn thì phải diễn cho thật chứ. Ờ, rồi thật quá thì làm sao quay đầu lại được hả? Là tôi quay đầu lại không được, hay là cô quay đầu lại không được? Là bà nội của anh đó. Anh có biết á, là bà yêu thương tôi và tin tưởng tôi nhiều cỡ nào không? Còn định trao cho tôi cái chuỗi ngọc của gia đình Nguyễn Hoàng nữa đó. Chuyện đó bình thường mà. Bà nội tôi là một con người rất là có bác tin đời. Bà nội tôi nhìn ra cô là người tốt, rất là đáng tin. Cho nên bà nội tôi thương cô. Tốt mà. Cho nên là mình dừng lại ở đây thôi. Và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ yêu thương. Trái tim chân thành vẹn nguyên. Không bao như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Em. Anh Khôi, em sẽ dọn qua đây ở với anh. Em sẽ không ở với mẹ nữa. Mình sẽ cưới nhau nha anh Khôi. Anh sẽ là gia đình duy nhất của em. Nha anh. Sao hôm nay con về đây? Ba, con lo cho ba nên con về đây. Mà nè, ba kêu ba mệt không đến dự tiệc của nội được, sao giờ ba mới về? À, ba đi giải quyết chuyện cá nhân mà. Ba, mình là cha con với nhau. Có chuyện gì ba nói thẳng với con nha. Có phải bà bệnh trong người mà giấu không ba? À, bà đâu có bệnh, bà khỏe lắm. Năm nào cũng đi khám sức khỏe mà. Con đừng có suy nghĩ lung tung quá nha. Dạ. Sao? Hôm nay qua đó thể hiện tốt chứ? Bà nói gì vậy ba? Hai nhà của mình là chỗ thân tình mà. Ba làm như con qua bển để lấy lòng vậy. Mà ba, dạo này ba nói chuyện kỳ lắm nha. Dạo này á, ba thấy thằng Thiên nó cũng chịu làm. Dạ. Rồi sắp có vợ nữa. Ba nghĩ á, chắc công ty Nam Thiên sau này chắc thuộc về nó. Con còn trẻ, cố gắng phấn đấu để con được cân nhắc nữa chứ. Còn Hoàng Oanh, con tới nó đi. Ba nghĩ con về làm rể Nam Thiên á, chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Ba, chuyện tình cảm mà, đâu phải muốn tới là tới đâu. Con gái ông Hà dính vào Hoàng Thiên, chứ không mà đưa nó qua làm rể Hà Giang thì ngon lành rồi. Ba, dạo này con nghe công ty nói là ba hay ứng lương, mà ba cũng không đưa lương cho mẹ nữa. Ba đầu tư cái gì hả? Hay là ba còn chơi trò đỏ đen? Không, mấy cái trò đỏ đen á,
ba bỏ lâu rồi. Ba cũng tính đầu tư bất động sản mà nhỏ lẻ thôi. Ba có đầu tư cái gì cũng được, nhưng nhớ nói với mẹ con tí. Mẹ lo lắm đó ba. Thì ba cũng hùng hào với mấy người bạn, cũng tính kiếm một chút để sau này về dưỡng già đó con. Ba có bảo hiểm, sau này có lương hưu và cả con nữa, ba lo chi chuyện đó. Thì bây giờ ba cũng phải ra ngoài kinh doanh để cho biết với người ta chứ, không lẽ cứ ôm cái chức giám đốc tài chính hoài sao? Ba cũng muốn làm chủ công ty của ba chứ. Còn con á, lo chuyện của con đi, còn trẻ thì cố gắng phấn đấu, không lẽ cứ ôm cái chức trợ lý giám đốc quẹo hoài sao? Ba thôi, hôm nay con qua coi ba vậy là con yên tâm rồi. Cũng khuya rồi, ba nghỉ ngơi đi nha. Con về bến. Con về. Con về nha. Con mình không có một chút tham vọng giống mình. Cũng may mà nó không hỏi chuyện làm ăn, đã thua độ bực mình lại còn bị tra hỏi, nhức hết cả đầu. Con nhìn mẹ chằm chằm vậy? Mẹ nhớ con hả mẹ? Từng đêm, mẹ ơi, trời ơi, con mừng quá mẹ ơi. Con tưởng là mẹ ngủ một giấc vậy rồi mẹ không nhớ con là ai nữa chứ. Vô tình theo năm tháng xoay vòng. Con nhận ra con là ai không? Con giờ đây đã lớn khôn, vững vàng đi giữa. Con là Hoàng Oanh. Năm nay con 26 tuổi, vừa học thạc sĩ ở Mỹ về, đúng không? Đúng rồi. Mẹ nhớ ra em rồi. Trời ơi, con đưa mẹ qua, mẹ nhớ được con rồi. Trời ơi, con mừng quá. Mẹ giỏi, con cho mẹ 100 điểm luôn. Bà nội, cho mẹ xem mấy tấm hình của tụi con từ nhỏ đến bây giờ. Mẹ không hiểu tại sao mình lại quên bén đi cái khoảng thời gian đó. Cứ như là ngủ một giấc thật là lâu, tỉnh dậy tụi con lớn hết rồi. Mẹ đã bỏ qua quá nhiều chuyện đúng không con? Lệ Bình à, từ từ, từ từ rồi con nhớ lại. Đừng có ráng nghe con. Con đang phục hồi mà. Oanh. Dạ. Đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Thôi mình lên phòng với mẹ chở. Con đi nha mẹ. Con vui quá. Thiên. Bác sĩ vừa mới khám cho mẹ con xong, nói là mẹ con bị sốc vì tai nạn với con hồi còn nhỏ. Mẹ bị chấn động tâm lý. Nhưng bây giờ khi quay lại ngôi nhà này, có lẽ nhiều thứ làm mẹ con gợi nhớ, cho nên mẹ con đang từ từ hồi phục lại. Mẹ con đã quên cái khoảng thời gian bị chấn động sau khi tai nạn rồi. Con thấy gì cũng tốt mà nội. Hy vọng là mẹ con sẽ quên đi những cái quá khứ đau buồn. Mẹ con khổ nhiều rồi. Nhưng không biết ba con có gì vậy mà thay đổi không? Người đàn bà đó còn dám quay lại đây để đòi danh phận. Ba con quá nhu nhược, có một người phụ nữ mà cũng không quản được. Thôi con, thôi, đừng nghĩ tới nữa. Đó là chuyện của người lớn. Con bây giờ con phải nghĩ tới tương lai sắp tới nè. Giờ đi làm, nhớ thôi trễ rồi. Làm việc cho tốt nè, rồi lập gia đình, rồi cho bà nội có cháu chắc nữa. Nghe.
Có chuyện gì vậy hả? Không có gì đâu nội. Thôi con đi làm nha nội. Con đi. Anh hai, cho em đi ké tới công ty nha. Ừ, quên, lát đi gặp khách hàng rồi. Thôi để em tự đi. Để em tự đi. À, bớt tào lao. Đau, đánh con kìa nội. Nội, tôi nội con đi làm. Nội nhà canh mẹ giùm con nha. Tôi nội con đi. Chị, nghỉ xíu đi, đi ăn trưa nè chị. Em ăn trước đi. Ờ, vậy em đi ăn trước à? Ừ. Yến ơi, đi ăn trưa thôi em. Chị đợi em chút được không? Bây giờ cảm xúc em đang dâng trào lắm. Em mà đi ăn một cái là quên hết luôn á. Ăn uống thì phải đúng giờ chứ em. Đợi em chút đi mà nha. Lẽ ra là bình thường á chị đợi em được á, nhưng mà ngày hôm nay chị có một buổi phỏng vấn rất là đặc biệt. Bởi vậy cho nên á là chị phải tranh thủ ăn để còn kịp giờ đi nữa. Chị đi phỏng vấn? Người nào mà đặc biệt dữ để trưởng ban của em đích thân đi phỏng vấn luôn? Ừ thì là anh La Cà của chị đó. Anh hai của em hả? Ủa, anh hai của em có gì đâu mà phỏng vấn ta? Đời tư cũng bình thường, cũng ham làm chút á. Nhưng mà đối với chị thì anh ấy rất là đặc biệt. Vì hạnh phúc nửa đời sau của chị, buổi phỏng vấn ngày hôm nay chị nhất định phải thực hiện. Mà nè, em cũng nhớ phải ăn uống cho đầy đủ đó nha, chứ không thôi người ta nói chị bóc lột nhân viên đó. Em biết rồi. Thôi chị đi trước nha. Bye. Dạ, bye chị. Chị Yến ơi, có shipper giao đồ ăn đó cho chị nè. Vì không phải trả phí cho nên là em nhận giùm chị luôn. Cảm ơn em nhiều nha. Nhưng mà ai gửi vậy? Dạ em đâu có biết đâu. Chắc là có ai đó quan tâm đến sức khỏe của chị Yến đó. Biết vậy hồi nãy em không ăn, em chờ chị ăn chung. Nhưng mà em lỡ ăn rồi. Thôi chị ăn đi để đói nha. Tới mình rồi. Biết đang cảm ơn hay đang chửi mình nữa ta. Nhắc hai lần vậy là đang cảm ơn mình chắc luôn. Ôi, Linh vậy? Tôi đã nói dừng lại rồi mà. Diễn sâu dữ vậy. Mắc mới tôi phải dừng. Đang vui mà, mắc mới phải dừng. Còn cái ông nội kia nữa, kêu đi mua giùm hộp cơm, mua nãy giờ chưa về nữa. Biết vậy đặt shipper giao tới cho nội. Hoàng Quân, dạ anh kêu em. Em định trốn anh hả? Đâu em có trốn gì đâu. Em để quên tài liệu ở chỗ lễ tân cho nên quay lại lấy thôi. Nếu không trốn, sao tránh mặt anh? Lâu rồi cũng không thấy em ghé văn phòng của anh để khảo bài nữa. Em tránh mặt của anh hồi nào? Thì mấy cái nội quy đó em thuộc hết rồi. Với lại dạo gần đây bên văn phòng em nhiều việc lắm, em phải tập trung làm việc. Chứ mất công rồi mọi người trong công ty lại nói là anh tiếc thiên vị em. Em nghĩ vậy cũng tốt. Mà nè, thật sự là em không tránh mặt anh đúng không? Không, mắc mới vậy em phải tránh mặt anh. Thì dạo này mẹ em tỉnh rồi cho nên em vui quá. Em bớt quan tâm đến anh. Anh đừng có nghĩ mình quan trọng nha. Vậy cũng tốt. Em cứ vui chuyện của mình đi. Anh cũng không quan tâm em nữa. Chết rồi, em trễ cuộc hẹn rồi. Trời ơi, đã trễ giờ rồi mà còn gặp anh cản đường em nữa. Cái chuyện này mà em bị la lại bắt đền anh đó. Trời ơi, chết tôi rồi. Vậy mà kêu quên đồ. Rõ ràng là muốn tránh mặt mình mà.
Ủa? Chị Tuyết. Ủa? Sao chị ở đây vậy? Quán cà phê này gần công ty, cho nên là chị hẹn gặp khách hàng ở đây ngoài giờ luôn. Chị đợi để đưa cho em cái này nè. Sao chị có cái này vậy? Chị gặp khách hàng của em hả? Người ta có việc cho nên là mới về rồi đó. Chị thấy là người ta đợi hơi lâu, cho nên là nói khéo với người ta là bị bệnh, cho nên là chị đã thay em. Xin lỗi nha. Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Trời ơi, hôm nay em có hẹn với khách hàng mà em lỡ đỉnh quên mất tiêu luôn. Hên quá, may mà chị ký được cái hợp đồng này rồi. Nó không sếp của em. Em quên mất, chị là sếp của em mà. Em xin lỗi chị vì cái sự lơ đễnh của em nha. Tháng này chị đừng có trường luôn em nha. Có gì đâu, em là người mới mà, cho nên là chuyện sắp xếp giờ giấc không được khoa học thì cũng bình thường thôi. Sau này nhất định phải có tiến bộ hơn đó. Lần này chị bỏ qua đó nha. Nếu như mà còn lần sau, nhất định chị sẽ trừ lương em đó. Tân là sếp, chị đúng là một người sếp tâm lý số 1 luôn. Chưa gì mẹ mới thấy là con đường sự nghiệp của em sắp tới là thanh thang rộng mở rồi. Chứ có gì đâu mà không thanh thang. Ai lại dám đi cản đường con gái của tổng giám đốc chứ. Chị đừng có nói vậy. Em nói rồi mà, em không có thích đi làm với danh nghĩa là con gái của sếp tổng đâu. Mà chị á, cũng đừng vì em là con gái của sếp tổng mà dễ dãi với em nha. Oanh nè. Dạ. Em không giận chị vì chuyện của mẹ chị sao? Có gì đâu mà giận chứ chị. Mỗi người đều có một điều tốt để mà yêu thương mà. Với lại chuyện đó là chuyện của người lớn, để người lớn giải quyết. Em chưa có ăn trưa nên hơi có đói bụng. Nếu mà chị cũng chưa ăn trưa thì em mời chị đi ăn trưa nhé. Chào anh, tôi là Mỹ Hoa, đến từ tạp chí Phụ Nữ Đẹp. Rất là vui vì anh đã nhận lời phỏng vấn ngày hôm nay. Sao mà mình thấy nghiêm túc quá à? Không có hợp với lại ban giải trí của mình gì hết trơn á. Làm lại cái nè. Chào anh. Rất là cảm ơn anh La Cà ngày hôm nay đã La Cà đến với lại tạp chí Phụ Nữ Đẹp ngày hôm nay. Em là Mỹ Hoa, rất vui được nói chuyện cùng với anh. Xin anh cứ trò chuyện thoải mái nha. Trời, vậy thì xuồng xả quá. Trời ơi, sao mà phỏng vấn YouTuber thần tượng thôi mà sao mà mình căng thẳng quá vậy trời. Trời ơi, Mỹ Hoa ơi, mình với lại người ta cũng đã gặp nhau rồi mà. Giờ làm sao đây ta? Xuồng xả quá. Tôi không ngờ tạp chí lớn như cô lại mời YouTuber mới có review mấy triệu như tôi phỏng vấn. Trời ơi, sao mà hôm nay hả anh siêu cấp đẹp trai, siêu cấp dễ thương hơn cả những lần trước vậy ta. Cho ly cà phê. Thật sự tôi không thích nhận phỏng vấn của báo đài đâu, nhưng mà nể tình cô là sếp của Hải Yến á, với lại nhiều lần tôi làm phiền cô quá nên hôm nay tôi mới nhận lời á. Anh đừng lo, em đảm bảo luôn ngày hôm nay á sẽ là một buổi phỏng vấn độc quyền rất là thú vị nha. Anh cứ thoải mái chia sẻ nha. Giờ mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nha anh. Không biết là ngọn gió nào đã đưa anh đến với nghề YouTuber trong khi anh lại là một người con trai của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng vậy anh? Biết nói sao ta. Chị thật sự tôi rất là yêu những cảnh thiên nhiên như thế này. Tại ở Việt Nam mình rất là nhiều cảnh đẹp, cô biết không? Đúng rồi. Rất là còn hoang sơ mà chưa có được ai khám phá hết. Và nhất là những con người ở đó nữa.
chuyện say mê quá à. Ờ, nhưng mà anh là con trai duy nhất của tập đoàn Hà Giang, thì anh có nghĩ là tới một lúc nào đó mình phải dừng cái đam mê la cà của mình lại để mà kế nghiệp cha không? Ừ, tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi thì nghĩ mình là không phù hợp với việc kinh doanh, nên tôi có thể là để cho ba tôi tìm một người nào đó thích hợp với công việc đó hơn. À, nếu mà nói như vậy là anh sẵn sàng từ bỏ sản nghiệp của gia đình luôn hả? Tôi thấy rất là nhiều người mong muốn được đứng ở vạch đích như anh luôn đó. Đó là gia tài của cha mẹ tôi, thì tôi muốn họ tận hưởng trước khi về già. Còn tôi thì có một cái con đường riêng của tôi. Tôi sẽ tiếp tục với công việc của mình là tìm những cảnh đẹp nhất Việt Nam để tôi cho mọi người thưởng thức. Như vậy là anh có tình yêu rất là to lớn với lại thiên nhiên, quê hương đất nước, với lại công việc YouTuber của mình ha. Ủa, nhưng mà vậy rồi á, anh có tìm được ai cùng anh chia sẻ cái tình yêu đó chưa? Nhiều chứ. Không, ý tôi á là anh có người yêu chưa? Chưa. Thật sự cũng rất là nhiều người theo đuổi tôi, nhưng mà hiện tại bây giờ á, tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Vậy là anh chưa có người yêu phải không? Cảm ơn anh rất nhiều vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay nha. Ủa, tôi chưa nói hết mà, còn nhiều lắm. Như vậy là đủ cho tôi rồi. Hả? Như vậy là đủ cho độc giả của tạp chí Phụ Nữ Đẹp của tôi rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Mình phải thu thật với bà nội thôi, không thể để hiểu lầm nhiều hơn nữa. Bà nội đang vui, chắc không giận mình lâu đâu ha. Dạ, con chào nội. Em chào chị. Ủa, con có em gái trẻ vậy hả? Bộ em họ của anh Nam hả mẹ? Cái lúc mà con chưa tỉnh á, con nhận đây là em họ của Nam nè. Hai chị em thân nhau lắm. Vậy hả mẹ? Vậy đây là ai vậy mẹ? Là vợ sắp cưới của Hoàng Thiên. Mới quen Hoàng Thiên gần đây thôi, nhưng mà khi Hoàng Thiên dẫn tới để thăm con á, trời ơi con thích lắm. Con tâm sự nè, rồi con mời ăn cơm nè, thậm chí con còn mời ngủ lại nữa đó. Ủa thiệt vậy hả mẹ? Ôi trời, không ngờ Hoàng Thiên lại có một cô người yêu dễ thương mà dễ mến như vậy. Nè, lúc đó cô có làm gì cho con sợ không? Dạ, con cũng hết hồn thiệt. Không phải, ý con á là con hết hồn khi mà cô nấu ăn ngon quá trời ngon luôn, đến mức mà con phải hết hồn, phải thốt lên: sao mà ngon quá vậy? À, vậy đây là Thanh Vân mà bà nội hay cho cô xem mấy cái tấm hình nè, rồi bà nội kể nhiều lắm. À, không 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 phải, đây là Hải Yến. Hải Yến chỉ quen Hoàng Thiên gần đây thôi, nhưng mà cũng nhờ có Hải Yến mà Hoàng Thiên chững chạc nè, chín chắn và tốt hơn trong công việc làm ăn. Hoàng Thiên như vậy luôn đó hả mẹ? Cô xin lỗi con nha, vì đã không nhận ra con. Cảm ơn con vì con đã yêu thương và chăm sóc Hoàng Thiên của cô. Rồi con còn lại không sợ cô bị bệnh tật mà còn đến chơi với cô nữa. Nhìn con có vẻ hiền lành, lại dễ thương. Con làm nghề gì? Dạ, con làm nghề báo. Cái nghề này của con, ba mẹ con cũng không thích đâu, nhưng mà con thích lắm. Tại vì con được đi theo cái đam mê của mình. Có điều là con ít ở nhà, ngày nào cũng phải đi hết. Thật sự rất là mệt mỏi luôn. Nhưng mà con vẫn phải chịu thôi, tại vì công việc mà, con phải kiếm tiền nữa ha. Tôi nội, tôi mẹ con mới về. Ủa sao nay đi làm về sớm vậy con? Biết là có người ghé đây cho nên con về sớm phải không? Nè, bà nội đã kể về Hải Yến cho mẹ nghe rồi đó.
con phải biết trân trọng Hải Yến đó nha. Dạ thưa cô thưa nội, lộn thưa nội thưa con, con mới con đi về. Gì cái gì, cái gì vậy? Dạ. Hả trời đất ơi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây nói chuyện chút nè. Đầu tiên thì chưa quen, nhưng mà mấy mốt quen á thì sẽ gọi mẹ chứ, chứ gọi cô là bà giận đó nghe. Mẹ, tại Hải Yến chưa quen đó, rồi từ từ thì con bé nó cũng thay đổi thôi mà. Mẹ nhớ không, hồi đó lúc con mới về nhà mình á, con cứ lộn hoài đó chứ. Còn nè, con cứ tự nhiên đi, khi nào mình thân quen rồi thì con đổi cách xưng hô mẹ con cũng được. Chứ thú thiệt thì cô cũng không có quen cái chuyện mà Hoàng Thiên nó sắp cưới vợ. Mới đây nó còn nhỏ xíu à, chừng 7-8 tuổi, mà bây giờ sắp cưới vợ rồi, làm sao tin được hả mẹ? Mẹ ơi, con đói bụng quá, mình đi ăn cơm được không mẹ? Con. Dạ. Sẵn bữa rồi vô ăn cơm với nội nha, không có được từ chối. Từ chối là nội buồn đó. Dạ. Đi con. Dạ. Đi, đi, đi vô ăn cơm. Để con vô nội. Đây được rồi, rồi đi với nội. Nói là tự về được rồi, cứ đòi chở về hoài. Ngày mai lấy gì đi làm? Mai tôi chở cô đi làm được không? Xe của cô tôi mướn người đem tới tòa soạn cho cô, làm ơn cho người ta kiếm ăn với chứ chị hai. Anh làm như vậy tôi mới khó nói á. Để mai mốt tôi lựa lời tôi nói với mẹ tôi với lại mọi người. Chuyện này do tôi bày ra mà, để tôi kiếm cách giải quyết. Nhưng mà anh nói nhanh nhanh nha, tôi không có quen sống với mặc cảm tội lỗi đâu. Ê bộ cô làm vợ tôi mặc cảm tội lỗi dữ lắm hả? Thì gu của anh đâu phải là tôi đâu. Anh thích hot girl, á hậu, ba dòng bốc lửa mà. Gu của tôi thay đổi theo mùa. Dạo này tôi thích coi tivi màn hình phẳng, dài mà lép. Anh nói ai lép vậy hả? Hả? Đâu? Vậy mà nó có kinh nghiệm tình trường lắm á, không biết nhìn gì hết trơn. Có những thứ mình không thể nhìn bằng mắt được, mình phải cảm nhận bằng tai á. Cảm nhận bằng tay? Đâu, 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 tôi nói giỡn. Cảm nhận bằng tay nè. Nói giỡn, làm gì phản ứng mạnh vậy? Đúng là bị điên á. Đang nói chuyện nghiêm túc xong quay qua cà rỡn à. Rồi, giờ nói chuyện nghiêm túc nè. No chưa? Có cần phải ăn hai tô hủ tiếu đặc biệt xong rồi mới ngủ ngon không? Vậy mà nghiêm túc của anh á hả? Tôi hả, bụng căng no rồi. Mệt quá à, ngày mai đừng có đón đưa vậy nha, tôi tự đi được rồi. Chị tại sao mất đầu khổ đi, lép cái đầu anh. Điên rồi, bây giờ chia tay sớm mới đau khổ. Chia tay rồi, tôi biết làm sao. Tại sao mình lại có chút vui khi chưa nói ra sự thật vậy ta? Mình có thể nói chuyện vui vẻ với bà nội anh ấy, điều mà mình không thể làm với mẹ mình. Ở cạnh anh ấy, mình cảm thấy tâm trạng của mình rất thoải mái. Mình đã không còn lấn cấn chuyện xưa nữa. Nhưng bây giờ lại thấy bất an vì sợ hiện tại thay đổi. Chỉ là giả thôi mà, sao tâm trạng mình lại thật nó như vậy chứ? Nè, anh hai em đã hết hồn à. Yêu đương giờ này mới về, rồi còn đứng đây là luyến tiếc gì nữa. Đó, cho cái tội rình mò người ta hẹn hò. Chắc có lẽ anh hai hôm nay nói hơi nhiều. À, em nhớ rồi. Hôm nay có người được đi phỏng vấn, nhưng mà cái người phỏng vấn tới mấy tiếng đồng hồ mới chịu về lận. Hai người nói gì mà lâu quá vậy ta? Thì nói chuyện đời chuyện nghề thôi chứ có gì đâu. Mà anh công nhận sếp em ghê thiệt chứ. Nếu mà ai mà bị cô ấy hỏi cung á, thế nào cũng khai hết à. Vậy để em gửi lời khen này đến chị Mỹ Quang nha. Thôi 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 thôi, thôi khỏi nói đi.
với lại phỏng vấn lần này thôi anh không phỏng vấn ở đâu. Em thừa sức biết anh không thích phỏng vấn mà. Mà nè, em có thương Hoàng Thiên hay không vậy? Hay là vì mới đổ vỡ rồi lao vào cuộc tình mới đi? Quyền khổ nha. Wow, hôm nay anh hai của em nói chuyện triết lý dữ. Đúng là đi với sếp em có mấy tiếng đồng hồ thôi mà khác ghê luôn. Chắc hai người nói chuyện hợp với nhau lắm đúng không? Thôi bây, đừng tào lao quá. Anh dừng một trước ạ. Mình sẽ không dại khờ chuốc lấy đau khổ nữa đâu. Ủa, sao em không ăn đi? Sao nhìn anh cười hoài vậy? Tại vì anh nói là cưới em á, cho nên em thấy vui, được không? Nhưng mà anh không sợ ông Hà cho anh ra rìa sao? Được làm rể với Nam Thiên, bức quá xin ba vợ một chân làm việc, rồi sau đó quay về bẻ cổ ông Hà. Anh không sợ bị người ta nói là phụ thuộc nhà vợ á? Anh là ai mà sợ những chuyện đó? Tất cả các mối quan hệ đều là lợi dụng qua lại. Vậy anh cũng đang lợi dụng em hả? Vậy anh có sợ em cũng đang lợi dụng anh không? Em là tình yêu của anh. Được em lợi dụng, anh nguyện cho em lợi dụng suốt đời. Dẻo miệng quá. Được em lợi dụng mà trong tay của anh vừa có Nam Thiên, vừa có Hà Giang, thì anh nguyện quỳ mà cả ngàn lần dưới chân em anh cũng chịu nữa. Nè, nhưng mà em nói cho anh biết nha, em muốn làm đám cưới với anh là bởi vì em yêu anh. Em muốn có một gia đình riêng với anh, chứ đây không nằm trong kế hoạch hay là mục tiêu gì của tụi mình đâu đó. Anh hiểu mà, anh và em đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Việc mình khao khát có một gia đình hạnh phúc không có gì sai. Anh hứa với em, anh sẽ cùng em tạo dựng một gia đình riêng vô cùng hạnh phúc. Quên nữa, em nhớ làm quề với mẹ nha. Sao phải làm quề? Ồ, không lẽ em để vậy gả cho anh luôn? Đâu có được. Đám cưới là phải có mẹ đứng ra tổ chức cho hai đứa mình chứ. Nhưng mà em không có về bên nhà lâu rồi, bây giờ làm sao về bên đó nói chuyện được với mẹ đây? Nhà đó là nhà ba em mua cho hai mẹ con em. Em về có sao đâu. Với lại mẹ em có nỗi khổ riêng của mẹ. Mình là phận làm con, nhịn mẹ một chút có sao. Thôi được, anh đi cùng với em về xin phép mẹ. Anh nói thiệt á? Hey, không lẽ muốn lấy con gái của mẹ không về xin phép mẹ sao coi được. Em đó nha, nôn lấy chồng quá quên hết phép tắc à. Nôn thì nào mà nôn. Giờ em giận rồi, em thay đổi ý định rồi, em không muốn cưới anh nữa. Sau này cưới nhau rồi, em lui về làm vợ, làm mẹ các con anh. Tất cả cái việc khác để cho anh. Cả việc của em luôn hả? Phải. Bây giờ Nam Thiên và Hà Giang là mục tiêu chung của chúng ta. Nhưng sau này cưới nhau rồi, em cái việc lui về làm vợ, anh không muốn em phải đau đầu tất cả mọi chuyện. Việc còn lại là trách nhiệm của người làm chồng, làm cha như anh. Hôm nay con đưa Ánh Tuyết về đây để xin lỗi gì? Sao con lại đưa nó về? Nó tự đi thì ắt cũng phải biết đường về chứ. Em, con xin lỗi mẹ đi. Giận con nữa mà. Con xin lỗi mẹ mà mẹ. Mẹ, thế bữa nay mẹ ăn uống sao mà mẹ ốm vậy? Cô có nói là có cuộc đời riêng của mình,
về thì hãy lo cho cuộc đời của mình đi. Đừng có quan tâm lo lắng cho bà già thì làm gì nữa. Mẹ, mẹ già đâu mà già, mẹ còn trẻ đẹp muốn chết luôn. Con xin lỗi vì đã lỡ lời với mẹ. Tại vì lúc đó con giận quá cho nên mất khôn thôi. Đừng có giận con nữa mà mẹ. Dạ đúng rồi đó gì. Mấy bữa nay anh Tuyết ăn không ngon, ngủ không yên, cũng vì lo lắng cho dì. Dì cũng biết tính của anh Tuyết mà, bướng bỉnh. Dì là người hiểu ngay hết. Mẹ, tính của con á là con giống mẹ đó. Đừng có giận con nữa nha. Con hứa là từ nay á, con nhất định sẽ không làm gì cho mẹ giận nữa hết. Mẹ nói gì con cũng nghe, mẹ làm gì con cũng ủng hộ mẹ hết. Cái này là con nói nha, sau này đừng có nói là do mẹ bắt ép con đó. Con nói, con hứa mà. Nhưng mà có một điều, mẹ đừng có bắt con xa anh Khôi nha. Thì làm cái gì con cũng làm hết. Đừng có giận con nha. Con nhỏ này đúng là con gái của mẹ mà, lúc nào cũng biết lụy tình. Đừng giận con nữa nha. Dạ thưa dì, hôm nay ngoài việc con đưa anh Tuyết về đây xin lỗi dì, còn có một chuyện con muốn thưa với dì, là cho tụi con cưới nhau. Hai đứa con tính cưới liền sao? Dạ. Sao lúc trước là nói từ từ mà, con nói là con còn nhiều gì phải làm nữa. Dạ bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi dì. Đôi khi cưới sớm sẽ có lợi cho chúng con hơn. Bây giờ Nam Thiên và Hà Giang chuyển sang là hợp tác. Con không muốn giấu mối quan hệ này. Dù sao thì bây giờ người ta cũng biết hết rồi. Cho nên tụi con công khai đám cưới luôn, sẽ không để cho anh Tuyết bị thiệt thòi đâu. Con gái của mẹ đúng là không nhìn lầm người mà. Cảm ơn con đã nghĩ cho anh Tuyết nha. Hai đứa con đã quyết định về rồi, mẹ cũng không phản đối. Hai đứa cưới xong rồi, mẹ cũng sẽ sang Úc sinh sống. Mẹ sẽ đi thật xa để mọi người không bị ảnh hưởng vì sự có mặt của mẹ nữa. Chỉ hy vọng là hai còn sống bên nhau thật là hạnh phúc. Mẹ quyết định đi thiệt hả? Con đã nghe bà nội nói rồi đó. Con muốn Hải Yến phải ra đi thì bà nội cũng ép mẹ phải ra đi. Nếu như muốn còn ở lại Nam Thiên, chắc là sẽ không có ai lao đến cầu hôn cái bà già này để mà giữ lại đâu. Mẹ ơi, vì hạnh phúc của con mà mẹ phải đi như vậy, con không có đành lòng mẹ. Con còn trẻ, cuộc đời còn dài. Cuộc đời của con phải biết tự sắp xếp và quyết định. Mẹ đã ngần này tuổi rồi, đã đến lúc phải dừng lại thôi. Nhưng mà mẹ vẫn luôn chờ. Mẹ chờ tụi con đưa cháu của mẹ sang sum họp, được không? Mẹ, mẹ yên tâm đi, con gái sẽ ở đây thay mẹ lấy lại tất cả những gì đáng lý ra phải thuộc về mẹ. Con nhất định sẽ không để cho họ sống hạnh phúc. Còn mẹ thì phải cô đơn lên số người như vậy đâu. Con cứ sống thật hạnh phúc là mẹ hạnh phúc rồi. Hạnh phúc của mẹ mới là hạnh phúc của con. Đúng rồi đó dì. Nếu vậy con xin phép cho tụi con cưới nhau liền nha. Đến đây hỏi cưới con gái mẹ gì mà còn gọi là dì nữa sao? Phải gọi là mẹ mới có thành ý chứ. Hoàn cảnh của con mẹ hiểu. Mẹ không quan trọng chuyện lễ nghĩa đâu. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn mẹ. Thôi, mình lên phòng chuẩn bị đám cưới. Để cho mẹ nghỉ ngơi. Con đi pha cho mẹ ly sữa ấm, để mẹ uống cho dễ ngủ nha mẹ. Dạ, con xin phép.
tại sao em lại quyết định sang bên đó. Em về quê cũng được mà, anh sẽ sắp xếp. Anh đã sắp xếp đắn đo gần cả cuộc đời rồi, đã đến lúc phải chấp nhận thôi. Mẹ anh buộc em phải rời khỏi Việt Nam cũng là một ý hay. Như vậy chúng ta không còn tiếp tục nuôi hy vọng nữa. Bình bây giờ cũng đã tỉnh táo hơn rồi. Cô ấy chỉ nhớ những chuyện trong quá khứ và những chuyện bắt đầu từ thời điểm này thôi. Vậy cô ta có nhớ gì đến em không? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà kể từ khi Bình hồi phục trí nhớ, cô ấy không nhắc gì tới em. Hiện giờ Bình vẫn sống vui vẻ với mẹ anh và hai đứa nhỏ. Cô ta không nói chuyện gì với anh, hoặc là không nhắc gì đến em sao? Không, anh với Bình vẫn chưa nói chuyện bình thường được. Thật sự thì anh không né tránh đâu, nhưng mà do Bình cứ im lặng. Anh vẫn chung giường với cô ta sao? Thì trên danh nghĩa anh với Bình vẫn là vợ chồng mà. Bình đang hồi phục dần trí nhớ, anh sợ mình lại làm một điều gì đó sai thì ảnh hưởng tới sức khỏe của cô ấy nữa. Trước khi em ra đi, anh có thể làm cho em một việc cuối cùng có được không? Em nói chuyện giống như là mình chia tay luôn vậy đó. Có chuyện gì vậy em? Anh tới với thằng Đăng Khôi á, tụi nó muốn tổ chức đám cưới. Hiện giờ Đăng Khôi đang làm cho Hà Giang, nhưng mà hiện giờ hai công ty đã hợp tác với nhau rồi. Chắc là anh không ngại chứ? Có gì thì anh đưa nó về Nam Thiên làm việc thôi. Mẹ cũng coi Ánh Tuyết như là con cháu trong nhà rồi. Đó vậy em cũng đỡ lo rồi đó. Dù sao anh cũng là cha của Ánh Tuyết, có sự đồng ý của anh á, em mới dám tổ chức đám cưới đó. Với lại còn chuyện gì nữa vậy em? Trước đến nay em đến với anh, rồi có Ánh Tuyết, mình chưa từng ra mắt hai nhà, nói gì đến đám cưới. Dù sao thì em và anh cũng là ba và mẹ của Ánh Tuyết. Anh có cách nào cùng với em tổ chức đám cưới cho con gái mình và cùng đưa tỷ con bé về nhà chồng được không anh? Mình sẽ đưa con gái về nhà chồng của nó. Anh là ba của Ánh Tuyết mà, đám cưới của nó cứ để anh lo. Nghe anh nói vậy á, em đã yên tâm rồi. Hãy thay em bù đắp cho con gái mình nghe anh. À, em có món quà này rất là đặc biệt dành tặng riêng anh. Em vẫn tin rằng mình đã không làm gì sai. Em vẫn tin rằng một mai ta còn chung lối. Em vẫn tin rằng anh mãi bên cạnh em, dõi theo em trong từng bước chân. Anh hứa với em rằng một mai ta cùng chung lối. Nhưng thế sao giờ đây chỉ riêng mình em khóc thương anh trên bia mộ đá. Giờ mình em sống trong vô vọng,
Ủa sao vậy? Hôm trước là nghe nói là quỷ đám cưới rồi mà. Rồi bây giờ sao lại muốn cưới nhanh vậy? Dạ, chuyện của tụi nhỏ con cũng không biết nữa mẹ. Mẹ à, Ánh Tuyết dù sao nó cũng đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Cúc có nói với con là sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho Ánh Tuyết, rồi sau đó cô ấy sẽ sang Úc định cư. Thì ra cũng biết suy nghĩ đó chứ. Mẹ lại tưởng là quay về đây là để giành giật con. Té ra là cũng biết lùi lại để hy sinh cho con cái hả? Dạ, Thu Cúc muốn là Đức. Dạ, con xin phép mẹ. Dù sao con cũng là ba của Ánh Tuyết. Con xin phép mẹ cho con được đứng ra tổ chức đám cưới cho nó. Bởi vì chồng của nó mồ côi cha mẹ rồi. Thôi mẹ, chuyện con của con, con tự quyết định đi. Mẹ sẽ không can thiệp vào. Con cảm ơn mẹ. Nhưng mẹ chỉ muốn nhắc con điều này. Lệ Bình nó đã tỉnh lại, nhưng hình như nó không nhớ ra cái chuyện của Thu Cúc. Con phải cư xử làm sao để cho tinh thần của nó không có chuyển biến xấu. Cô ấy bị bệnh bao nhiêu năm ở trong nhà, chắc có lẽ người ta cũng quên người vợ bên cạnh con là ai rồi mẹ. Mẹ với anh Nam nói chuyện gì vậy? Bữa nay con tự vào bếp để nấu nữa hả? Làm gì mà ngon quá vậy nè? Con làm một ít bánh cho mẹ ăn rồi uống với trà. Anh ăn một cái đi. Bánh này em làm không có ngọt lắm đâu. Lớn tuổi rồi, ăn bớt đường lại có tốt cho sức khỏe. Ngon không anh? Ngon, không ngọt lắm, rất là dễ ăn. Em cũng làm cho hai đứa nhỏ nữa đó, nhưng mà sẽ ngọt hơn bánh này. Hồi nhỏ tụi nó thích em làm bánh để được ăn, nhưng mà bây giờ không biết có còn hương vị như ngày xưa không nữa. Vẫn giống ngày xưa lắm. Vậy hả anh? Anh vẫn còn nhớ hả? Vậy là hai đứa nhỏ nó sẽ thích ăn lắm đây nè. Mẹ, mẹ ăn thử một cái đi mẹ. Anh Nam nói là bánh vẫn còn hương vị như ngày xưa đó mẹ. Ngon lắm con, thơm lắm. Anh sao vậy? Không có gì. Anh đang nhớ lại danh sách bạn của anh để coi anh có mời sót ai không. Tội nghiệp anh quá à. Vừa phải đi làm, vừa phải chạy khắp nơi để lo cho chuyện đám cưới. Anh ốm hẳn luôn. Đám cưới của mình mà em, đâu có sao. Mình chỉ làm đơn giản thôi. Hai bên gia đình đó, họ hàng anh em không nhiều, khách cũng không đông. Tụi con gửi thiệp cũng đỡ cực. Mình có mời bên nhà ba không mẹ? Mẹ cũng biết tính sao nữa. Bà nội của con dù sao cũng là bậc tiền bối. Bà đi không cũng không biết nữa. Hay là con gửi cho Hoàng Quanh đi. Con bé chắc sẽ đi đó. Con có mời nhiều người trong công ty mà. À, anh nhớ mời Hải Yến và anh trai của em nữa nha. Mình đâu có liên quan gì tới Hải Yến. Mời cô ấy đi làm gì? Em muốn mời cô ta, bởi vì em muốn cô ta thấy được em và anh có một cái kết hạnh phúc. Cô ta sẽ không còn cách nào để phá hoại tình cảm của em và anh nữa. Đâu có cần thiết phải mời Hải Yến đi làm gì em. Em mặc kệ. Em vẫn cứ muốn mời cô ta. Cổ có đi hay không là chuyện của cổ. Em muốn nói cho cô ta biết rằng, cho dù cô ấy có đối xử với em như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn ở bên cạnh em. Cô ta đừng hòng cướp anh từ tay của em.
anh đâu có tình cảm gì của cô ấy đâu. Thôi được rồi, cứ làm theo ý em đi. Ừ, vậy thì á, anh phải tận tay đưa thiệp cho cô ta. Biết đâu ngày hôm đó cổ sẽ đi cùng với Hoàng Thiên đến rồi lên mặt với em. Dạ ba. Ba cô đến phụ nữa kìa. Ý, còn các cô ba con nữa chứ. Sao rồi, tới đâu rồi hả? Ba coi thử coi, con mời như đây là đủ chưa? Ừ. Ủa, sao không có chú Nam chú Khanh bạn ba đâu vậy? Dạ để con ghi. Mỹ Hoa, tôi nghe nè. Ủa hôm bữa tôi phỏng vấn xong rồi mà. Tôi cần hình ảnh của anh lúc đang làm việc đó. Cho tôi đi theo chụp ảnh anh nha. Cũng được, tôi cũng đang đi nè. Nếu mà cô muốn thì đi theo tôi. Ừ, vậy anh ghé tòa soạn đón tôi nha. Cái gì? Ê, 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 cô. Gì kỳ vậy trời? Muốn xin hình ảnh của mình, muốn đi phỏng vấn mình, bây giờ bắt tới tòa soạn đón rước nữa hả? Thua. Mình đang đi đâu vậy anh? Trời ơi, cô không biết tôi đâu mà dám lên xe cho chở đi vậy? Có gì đâu mà sợ chứ. Anh là em trai của Hải Yến mà. Anh lại còn nổi tiếng nữa chứ. Anh không sợ tôi thôi. Chứ tôi bắt gì mà sợ anh. Nhưng mà xong hết hôm nay á, là tôi với cô không còn liên hệ với nhau đúng không? Ờ thì bài phỏng vấn cũng cần ít hình ảnh nữa. Nhưng mà tới đó là mình hết quan hệ về công việc rồi. Còn quan hệ khác thì tôi không biết nữa. Cái gì? Quan hệ gì nữa? Anh hỏi nhiều quá à, lo tập trung lái xe đi. Xe nhiều quá trời kìa, nguy hiểm quá à. Con trai mà hỏi nhiều là mất điểm đó nha. Trời, mất gì mất điểm? Cô đang ngồi trên xe của tôi nha. Chết, chỉ vì quan hệ công việc thôi. Chứ được chở tôi á là niềm vinh hạnh cho anh đó. Đào giống như là tôi mê xe của anh lắm vậy. Thôi. Sao đây công chúa? Bộ nhớ tôi hay gì mà kêu tôi ra đây giờ này vậy? Ờ, nhớ lắm. Nhớ cái bạn mặt đáng ghét của anh á. Mặc dù nói chuyện không mấy dễ thương, nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên cô nói cô nhớ tôi đó nha. Nè. Cái gì nữa vậy trời? Hôm bữa đưa thiệp lần su cà na rồi giờ đưa thêm lần nữa hả? Bộ gấp lấy chồng lắm hay gì mà làm gì mà kiếm mối nhanh vậy? Anh nghĩ sao vậy? Anh tưởng tôi gắn tinh lửa lên người hay sao mà kiếm mối nhanh đến như vậy? Chơi xíu thôi, mắc gì đâu quạo. Thám tử của tôi nói cho tôi biết hết rồi. Ở trên thiệp này còn có tên của ba tôi, nó thấy ghê chưa? Sao mà phản ứng gì vậy? Mày ứng gì? Ông lấy chồng cho con gái ổng mà. Kệ ổng đi. Rồi lỡ mẹ anh biết thì sao? Mẹ tôi không nhớ gì đâu. Đừng có ai nói cho mẹ tôi biết là được. Với lại con nhỏ Tuyết đó muốn ở lại công ty làm á, tốt nhất đừng có ai đụng tới mẹ tôi. Mẹ nó cũng nói là đám cưới nó xong mẹ nó sẽ đi về Úc mà. Vậy là ba chọn mẹ anh rồi còn gì? Mà tôi thấy bây giờ cái chuyện đó bình thường mà. Ba mẹ gả con gái đi về nhà chồng là chuyện hết sức bình thường luôn. Tôi biết có nhiều cặp á, ly dị mấy chục năm rồi. Khi mà con họ làm đám cưới á, thì họ vẫn lên sân khấu xong rồi làm ông xui bà xui với nhau thôi. Ok, nghĩ vậy đi cho đơn giản ha. Nhưng mà như là mình bỏ hết công ăn chuyện làm luôn á, trăm công nghìn chuyện chạy ra đây không phải là để ngồi nghe nhân tình thế thái đâu nha bạn. Nè nhìn đi, có tên tôi với anh chung một cái thiệp này nè, dĩ nhiên tôi phải đưa cho anh xem rồi còn gì. Ôi cha má ơi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ghi tên chung với một cô gái trên một tấm thiệp luôn á. Làm gì vậy? Chụp hình ở Facebook. Thôi bớt điên đi. Đã nói tôi với anh chỉ giả với nhau thôi, sau này mình sẽ nói ra sự thật. Bây giờ còn đòi chụp hình đăng lên Facebook nữa. Không cho thôi, làm gì quạo dữ vậy. Rồi cuối cùng giờ người ta có đi không? Nếu như mà cô đi á, tôi sẽ tới đó với cô với tư cách là chồng sắp cưới. Còn nếu với tư cách khác á,
thì chắc đợi kiếp sau đi. Anh có bị điên không vậy? Mà hỏi tôi câu đó. Anh có biết hai người đó đã như thế nào với tôi không? Anh ta đúng là đồ cạn tình cạn nghĩa mà. Như vậy mà còn vui vẻ đám cưới được còn cô ta nữa. Trời ơi, đúng thiệt là hại tôi ra nông nổi như thế này. Mà bây giờ hai người đó còn vui vẻ với nhau, đám cưới với nhau như vậy. Gì vậy cô bé dội hờn? Tự nhiên cái bắn đại liên vô mặt tôi vậy? À, kêu tôi ra đây làm cái bia đỡ đạn cho mấy người chút giận đó hả? Con gái người ta lớn khôn rồi ha. Bây giờ bắt đầu là người ta hết giận hờn rồi, người ta đang chuyển qua giai đoạn căm thù. Tôi sẽ không căm thù căm hận gì hết. Tại vì như vậy là còn tình cảm. Tôi sẽ chuyển qua giai đoạn là lãng quên. Hết tình cảm là lãng quên hả? Ừ. Sao vậy? Làm gì mà trầm tư vậy? Bộ đang lãng quên ai hả? Đúng rồi, đang lãng quên đó. Mà quên là có chuyện làm ở công ty nè. Tôi cũng bận mà, bây giờ tôi phải đi lấy tin đây. Dục ngay vô thùng rác giùm nha. Đi trước á. Ủa, kêu ra đây để trả tiền hả? Chứ gì nữa. Cảm ơn nha. Bye bye. Chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người. Hôm nay anh La Cà sẽ dẫn mọi người về miền Tây thăm ruộng lúa. Wow, bao la bát ngát quá, thoải mái quá. À, trời ơi, rộng lớn quá, em thấy thật là sảng khoái. Mọi người thấy miền Tây có đẹp không nào? Quá chừng đẹp luôn. Tháng này là đang là tháng gần gặt lúa nè, nên cá với lại chuột rất là nhiều. Ý, lần đầu tiên em thấy lúa gần vậy luôn á. Vậy luôn hả? Ừ, tại vì quê em ở miền biển. Còn thấy đẹp ghê không? Bát ngát nữa. Lúa chịu vàng, quá đẹp ha mọi người ha. Mà công nhận là lên camera đẹp ghê nha. Anh đang làm gì đó? Anh La Cà. Chạy lưới chứ gì. Anh biết làm không vậy? Biết chứ. Cô coi tôi nè. Wow, hay quá. Tưởng ngờ anh chuyên nghiệp vậy luôn đó. Hay. Wow. Thích không? Thích, thích lắm luôn. Bây giờ cô thử đi. Tôi chỉ cô chạy. Không sao tôi làm được. Coi nè, tôi mặc nguyên một cái đầm như vậy, còn thêm giày cao gót nữa, sao mà quăng chài được. Đúng là phóng viên mấy cô rắc rối quá. Đừng có đụng chạm nghề nghiệp của nhau à nha. Đụng chạm gì? Tôi thấy Hải Yến á, lúc nào cũng đi mặc quần jean rồi áo thun, mang giày bata, thấy đơn giản thế mà sao cô là không được? Thì Hải Yến á là phóng viên hiện trường, cổ phải mặc đồ năng động. Còn tôi á, tôi là trưởng ban, tôi ngồi ở trong văn phòng là chính mà, cho nên á là tôi được quyền điệu vậy nè. Ê, mà hôm nay á, anh được trưởng ban á hả, giá lâm xuống đây quay hình tác nghiệp về anh á hả, là anh phải thấy hạnh phúc lắm nha, vinh dự lắm đó nha. Không dễ đâu. Thôi để tôi làm thêm vài lưới nữa, kiếm vài ngốc với anh cua cho cô. Tôi đi quay cảnh đây. Nè, ở ngoài đây cảnh đẹp quá chừng. Đi đây. Anh La Cà ơi, em bắt được chưa rồi nè? Ba được con luôn đó. Chỗ đó anh quay clip chưa? Ồ, em giỏi vậy. Dạ. Như đủ để ý nướng rồi. Bây giờ em ra ngoài canh ổ chuột giùm anh nha. Chút xíu mình đi bắt chuột sau nha. Bây giờ em ra cánh đồng em canh hang chuột tiếp. Khi nào ăn xong anh nhớ ra luôn nha. Ừ, cảm ơn em nhiều nha. Bye bye anh. Mỹ Quê ơi. Hả? Tôi có này cho cô nè. Có gì vậy? Để tôi qua coi nè. Sao, anh có gì cho tôi? Có này nè. À! Chuột đâu? Sợ đúng không? Thích quá à. Trời ơi, vui quá à. Ôi, chuột đầu ngon lắm á, tôi thích ăn lắm á. Ủa, cô không sợ hả? Thì tôi sợ mấy con chuột cống ở trong phòng trọ tôi á, to như con mèo vậy nè, chạy đi phá tùm lum hết. Thì tôi sợ mấy con đó thiệt. Chứ còn chuột đâu ngon như vậy làm sao mà sợ được chứ.
Lâu rồi tôi không được ăn á, nay nhờ có anh tôi mới lại được thưởng thức món này. Cô biết ăn luôn hả? Trời ơi, tôi mà mấy món ngon vậy sao không biết được chứ. Món ăn ngon là tôi biết hết, người ngon tôi cũng biết luôn. Mỹ Hoa mà. Mình lên. Đợi đi, xíu nướng cho cô ăn. Ừ, nướng cho tôi ăn lẹ đi. Bây giờ đi thông máy cái đã. Ừ, ok. Mọi người, và hôm nay La Cà sẽ giới thiệu mọi người món mới, đó là chuột đồng nướng. Đẹp quá à. Coi hình cưới của người ta rồi ao ước sao? Kệ em đi, liên quan gì tới anh? Ủa mà anh cũng có thiệp cưới mà, hôm nay anh có đi không? Hoàng Thiên không đi, sao anh dám đi được? Thà bị ba em la chút xíu còn đỡ hơn á, là mắc tội trực tiếp với Hoàng Thiên. Mấy người ý là bạn thân cho nên là hùa nhau ăn hiếp chị Ánh Tuyết hả? Mà nè, mà nếu em rủ anh đi á, anh có đi không? Để coi, em mời anh với tư cách là gì? Mà thiệp cưới của em á, ghi là Hoàng Oanh cộng NT hả? Nếu làm NT của em đi đám cưới, chắc Hoàng Thiên không giận ở đâu. NT là cái gì? Là người thương đó cô. Anh quên, bao nhiêu năm đi học xa nhà, em có nhận thiệp cưới bao giờ đâu mà biết được. Mà bây giờ có nhận thiệp cưới á, thì cũng toàn là thiệp thôi nôi nè, đầy tháng nè. Còn thiệp cưới chắc không có đâu ha. Nè, bộ anh không khịa em là uống cà phê không ngon hả? Thấy gì đeo? Móng tay. Đúng rồi, cào rách mặt đó. Đẹp quá à. Không biết lúc mình làm cô dâu có được đẹp vậy không ta? Chắc chắn là sẽ đẹp hơn rồi. Đẹp hơn cả Ánh Tuyết nữa. Anh chưa đi nữa hả? Sao anh rảnh rỗi ở đây hóng hớt hoài vậy? Mà sao rồi? Anh biết em là cô dâu sẽ đẹp hơn vậy? Tại vì em trẻ trung hơn, dễ thương hơn, nên tất nhiên làm cô dâu sẽ đẹp hơn rồi. Anh tiên tri thấy được điều đó. Vậy anh có tiên tri được chú rể của em là ai không? Là anh chàng xấu số nào đó. Chứ em giữ như chàng vậy đó, còn nhõng nhẽo nữa, ai dám cưới em? Ý anh nói là không ai thích em á hả? Đầy người theo đuổi em á, anh trốn mắt lên mà coi. Đâu, anh có thấy ai đâu, ngoài anh nè. Vậy thì anh có chịu làm chú rể của cái đứa dữ dằn nhõng nhẽo không? Anh mỏng manh yếu đuối lắm. Nhưng mà không chịu thì thôi. Quên, anh chưa nói xong mà. Phong ơi là Phong, suốt ngày lấp lửng còn làm cô ấy giận nữa. Cái khu này tiềm năng à, nó mà xây xong cây cầu á, chắc chắn dự án này sẽ lên giá. Cái thằng gì mà đi quay cho khuya, rồi giờ ngủ tới giờ chứ chịu dậy nữa. Nó còn nhỏ đâu mà lo mấy chuyện đó, lo chuyện lớn đi, lấy vợ cho nó đó. Nó có cho tôi lo chuyện gì đâu, rồi bây giờ tới chuyện nhỏ ông cũng không cho tôi lo nữa. Rồi tôi biết làm gì cho con trai tôi đây? Thì bà kiếm chuyện khác làm đi. Giống như là quan tâm tới con gái của bà đó, lúc nào cũng chăm chăm thằng Tùng. Ông cứ nói vậy, con Yến từ đó tới giờ chuyện gì nó cũng tự làm hết, nó có nói gì với tôi đâu mà kêu tôi quan tâm. Hey, bà là mẹ mà không chịu quan tâm tới con cái gì hết ha, phải nói chuyện nhiều với nó. Mà bà biết hôm nay là đám cưới của thằng Khôi không? Biết chứ, nó còn dám mời vợ chồng mình nữa mà. Thì nó là lính của tôi mà không mời tôi thì mẹ ai? Ông, không biết nó có mời con Yến không ha? Nói với con Yến chia tay đâu có tốt đẹp gì đâu. Đó đó,
Đó là những việc á, bà cần nói chuyện với nó đó, để cho nó tâm sự, hiểu không? Ha, chứ đã xảy ra biết bao chuyện rồi mà bà cứ la mắng, không quan tâm, nên nó xa cách bà là đúng rồi. Ba mẹ con đi làm. Ủa, cuối tuần cũng đi làm sao con? Dạ, hôm nay con đi phỏng vấn cái nhân vật mà khó lắm con mới hẹn được luôn á. Với lại thứ bảy chủ nhật, cho nên là mới có nhiều tin để đăng á ba mẹ. Con đi nha, bye. Đồ con có tính đi. Đó, ông thấy chưa? Nó đi ra đi vô cái nhà này giống như một cơn gió vậy đó. Nó có chịu dừng chân để cho tôi hỏi thăm nó đâu. Mà ông kêu tôi quan tâm tới nó. Tại không đúng thời điểm thôi. Bà đó, tranh thủ gần gũi với nó đi, sắp đi lấy chồng rồi đó. Mệt, ai thèm quan tâm. Mệt. Cái bà này. Hello. Làm cái gì đứng đây hú hú vậy? Đi đâu sớm vậy người đẹp? Đi làm chứ đi đâu. Trời ơi, làm gì đứng chặn cửa nhà người ta lại vậy? Bộ rảnh quá hả? À, hôm nay là thứ bảy chủ nhật chứ gì? Cô thì sao? Nay thứ bảy chủ nhật đó, thứ bảy chủ nhật mà cũng đi làm nữa hả? Trời ơi, nghề của tôi là đi lấy tin. Hôm nay thứ bảy chủ nhật là không có tin để lấy hả? Rảnh thì qua chỗ khác chơi giùm cái, xin á. Khoan. Cái gì? Hôm nay dự báo thời tiết thông báo á là trời sẽ nắng gay gắt. Nắng cả ngày. Chỉ số tia UV á ở mức cực cao. Chỉ số khói bụi cũng mức cao lắm. Cho nên là anh bị điên hả? Tự nhiên đứng trước cửa nhà người ta dự báo thời tiết. Đâu có cần đâu. Trời đất ơi, anh rảnh thì đi chỗ khác giùm cái, tôi trễ giờ làm rồi. Tôi biết là cô rất khờ nhưng tôi không nghĩ là chỉ số IQ của cô nó thấp tới mức độ vậy luôn á. Nè, nói cho anh biết nha. Chỉ số IQ của tôi hơi bị cao đó. Cao sao nói vậy mà còn không hiểu nữa hả? Ý là hôm nay tôi ăn ở không quá đó. Tôi qua đây tôi lấy xe hơi tôi chở cô đi, để cô khỏi bị khói bụi với lại nắng, hiểu không? Còn nếu mà cảm thấy không quen á thì coi như tôi rảnh quá tôi không có gì làm, tôi qua đây tôi kiếm một cuốc xe để uống cà phê được không? Ghê ghê, hôm nay tự giác đi kiếm tiền luôn hả? Thôi được rồi, chị đẹp chứ chị đâu có ngu đâu. Đi thì đi thôi, đi. Mời khách. Hưởng đây. Chuẩn bị sẵn sàng chưa khách ơi? Seat belt rồi đầy đủ đi khách ơi. Seat belt rồi trời, không thấy hả? Let's go. Let's go. Ê, thôi anh đưa tôi tới đây được rồi, đi về đi, bye bye. Hôm nay tôi rảnh lắm, bao ly cà phê đi chứ trời. Trời ơi, hôm nay tôi có hẹn phỏng vấn độc quyền người ta thì làm sao bao anh được. Anh có biết là hôm nay tôi hẹn với lại một vị đạo diễn rất là nổi tiếng luôn, chuyên trị dòng phim truyện cổ tích. Mà anh biết không, bây giờ rất là nhiều khán giả yêu thích dòng phim truyện cổ tích này luôn á. Trời ơi, khó khăn lắm luôn á tôi mới hẹn được á. Biết lại không? Hai. Đạo diễn Quách Qua Nam. Ồ, ê tôi khoái ông đó lắm á, cho tôi vô gặp miếng đi. Sao được, bây giờ tôi đã nói là tôi hẹn phỏng vấn độc quyền, cho anh vô vậy kỳ lắm. Để người ta đợi cũng kỳ nữa. Thôi đi về đi nha, không khác tôi sẽ bao anh đàng hoàng tử tế nha. Trời thôi, đồ ích kỷ. Đi vô đi để người ta đợi kìa. Okay, chúc phỏng vấn thành công nha. Về đi, về đi, bye. Dạ, em chào anh Nam. Ấy, cái lâu quá không gặp. Dạ. Người đẹp. Làm gì ở đây vậy? Uống cà phê. Anh ngồi đây từ nãy giờ luôn hả? Ừ. Rảnh quá hả? Thì rảnh mà. Hôm nay tôi rảnh lắm. Đi đâu nữa tôi chở đi cho. Cái này là anh nói nha, chứ tôi không có ép buộc gì anh hết nha. Được rồi, để xem cả ngày hôm nay anh đi với tôi nổi không nha. Đi đi.
là anh cũng đam mê đọc sách dữ. Nhà tôi có nguyên cái thư viện luôn đó. Thiệt không á? Trời ơi, sách gì mà tôi không biết. Không tin hả? Mốt qua nhà đi cho mượn sách đọc. Thôi thôi bỏ em, bớt giỡn. Khát nước quá, đi mua nước uống thôi. Không, tự đi đi. Sáng giờ mình chở bạn đi đó bạn, biết điều xíu đi. Đợi xíu. Dù gì tiền nước cũng rẻ hơn tiền xăng. Biết điều đó, uống cà phê sữa nha. Cà phê sữa, lấy xe lớn đi. Rồi thôi lấy xe dừa thôi, xe lớn uống hết, bỏ mang tội. Giờ tóm lại là gì? Cà phê sữa, xe dừa, ly. Ba chú heo con sống với mẹ hạnh phúc. Nhưng tới tuổi trưởng thành, ba chú heo phải rời xa mẹ đi tìm một tương lai riêng cho mình. Chú heo anh cả đầu tiên vì ham chơi làm biếng cho nên chú xây nhà bằng rơm. Khi chó sói xuất hiện, chó sói thổi một cái nhà rơm bay tan tành. Chú heo sợ quá chạy tới nhà của em mình. Chú heo thứ hai xây nhà bằng gỗ, chó sói thổi một cái nhà gỗ bay tan tành. Hai chú heo quá hoảng sợ chạy tới tìm em út của mình. Chú heo em út là một người thông minh, tính tình kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Chú quyết định mua một căn penthouse ở một chung cư cao cấp, khu dân trí cao có nhiều tiện ích, bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 cho nên không con chó sói nào vô được. Cuối cùng ba anh em sống hạnh phúc với nhau trong căn penthouse cao cấp đó. Câu chuyện tới đây là hết rồi. Nhưng mà chú kể sai rồi. Sai hả? Sao sai? Chú heo thứ ba là xây nhà bằng gạch chứ đâu có mua chung cư cao cấp đâu. Thì nhà bằng gạch với lại xây nhà chung cư thì nó cũng xây giống nhau thôi. Cái nào không xây bằng gạch đúng không con? Đúng không? Nhưng mà qua câu chuyện này, chúng ta làm cái gì cũng phải kỹ lưỡng, tỉ mỉ, không có qua loa được đâu. Ủa vậy hả? Cửa gì? Kể chuyện kiểu gì mà để mấy đứa nhỏ bắt bẻ vậy? Đáng đời. Cái câu chuyện này kể là mới sai cái chút xíu thôi. Còn mấy câu chuyện trước là hơi bị chuẩn đó nha. Đúng không? Đúng không tụi con? Dạ. Thôi tụi con đi chơi đi. Hôm nào á mà rảnh rảnh vòng lại đây mà gặp chú á, chú kể chuyện tiếp cho tụi con nghe. Chú còn cả kho chuyện trong bụng luôn nè. Dạ. Dạ. Con chào chú. Ừ. Em chào chị. Em chào chị. Em đi. Bye bye. Bye bye. Trời ơi, tự nhiên nó kêu tao bằng chú, nó kêu con bằng chị vậy trời. Tôi còn trẻ ngờ ngờ đấy mà trời. Anh không nghe người ta nói hả? Ra ngoài hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Nhìn sao á, nó nói vậy à, mấy đứa con nít thập thà lắm. Đúng rồi, nó kêu tôi bằng chú để thể hiện sự tôn kính á, với lại ý nó nói tôi trưởng thành á, còn nó kêu bằng chị là mấy người sủ nhi á, nó kêu vậy. Anh có biết bằng tuổi của anh, người ta có vợ có con hai ba đứa rồi không? Già dữ vậy trời, hèn chi bà nội tôi hối tôi lấy vợ hoài. Anh em, cảm ơn hồi sáng giờ đã chở tôi đi giải khuây. Bây giờ anh đi đâu đi đi, lát nữa tôi phải đi dự sự kiện nữa. Sự kiện gì vậy? Một sự kiện rất là quan trọng. Sự kiện quan trọng lắm hả? Ừ. Sự kiện quan trọng thì tôi phải đưa cô đi chứ sao, ở đây khó bắt xe lắm nha. Rồi cô bắt xe không được rồi cô đi trễ sự kiện người ta đuổi việc cô, rồi gia đình cô xào xáo rồi lum tùm la chuyện lên nữa, mất công làm phiền tới tôi nữa đúng không? Để tôi đưa đi cho. Cái này là anh tự nguyện nha, tôi nhắc lại rồi đó, không ép à. Tôi đâu nói cô ép đâu, đó là do cô nghĩ mà. Đi. Sự kiện của cô là ngồi đây ăn kem á hả? Bây giờ dễ xài chứ sự kiện quá. Thật ra tôi ngồi đây để giết thời gian thôi. Tôi có ra mắt phim ở lầu 5 kìa. Trên lầu 5 có ra mắt phim hả? Ừ. Ê, cho tôi đi coi với. Đâu ra vậy? Có vé em mới được vô, đâu phải ai muốn vô cũng được đâu trời. Tôi nổi tiếng lắm mà, nhiều khi tôi lên đó người ta cho tôi vô không, không cần vé. Anh mơ đi, anh có biết phim này là phim bơm tấn không? Phải có vé mời đàng hoàng thì mới được vào, biết chưa? Làm gì mà khó khăn vậy? Thôi vậy đi, đi đi. Ủa rồi cô đi rồi tôi làm gì? Làm gì kệ anh. Anh đi về đi, một lát nữa tôi tự bắt xe tôi về. Dù sao cũng làm phiền anh từ sáng giờ rồi. Ôi, làm người ai làm vậy. Tôi không bao giờ có thói quen bỏ con giữa chợ hết. Hôm nay lỡ đi, tôi sẽ đi tới cùng. Để tôi coi coi công việc của một phóng viên nó khó khăn cỡ nào. Dĩ nhiên là không đơn giản như anh rồi. Sao cô biết công việc của tôi đơn giản? Anh nhìn đi, từ sáng giờ anh đi theo tôi, anh đâu có làm gì đâu. Còn tôi hả, anh có biết là phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Đã vậy lúc nào cũng rình rập nguy hiểm bên cạnh. Ủa đi đánh võ đài hay gì mà đổ mồ hôi, sôi nước mắt? Sau này anh sẽ hiểu. Hoặc là khi nào mà tôi rảnh rảnh á, tôi sẽ kể cho anh nghe ha. Cô đi ra mắt phim của cô đi. Đi kiếm gì chơi đi, lát hồi gặp lại. Có vợ với anh thôi, thật ra tôi có hai vé lận. Nhưng mà tôi muốn xem anh là cái người có biết điều hay không. Tự nhiên bây giờ hết muốn biết điều luôn. Không
thích coi phim. Ok, cho tôi đi. Tôi nói giỡn á, cho tôi coi với. Nhưng mà một lát nữa lên trên đó, đồng nghiệp tôi mở hỏi á, anh nói là anh là tài xế, biết chưa? Bớt giỡn đi, tôi nổi tiếng lắm á, nhiều khi đồng nghiệp của cô cũng biết tôi à. Thì nổi tiếng như vậy mà làm tài xế thì mới có cái để nói chứ, đúng không?